Chú cá heo bền bỉ dẫn đường cho tàu thuyền qua vùng nguy hiểm suốt 24 năm, dù con người từng muốn sát hại. Chú chó trung thành nhất Nhật Bản dành cả cuộc đời để đợi chờ chủ nhân. Chú chim bồ câu nhỏ với sức mạnh phi thường từng cứu mạng hàng trăm binh sĩ, để lại biểu tượng cho sự hòa bình và hy vọng. Cá voi trắng cảm nhận được tình cảnh nguy hiểm của người thợ lặn đuối nước và pha giải cứu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Triệu Dương mến chào quý khán thính giả của TCT Khám Phá. Thưa quý vị, chúng ta có thể từng nghe những câu chuyện cảm động về sự trung nghĩa và quả cảm của các con vật quanh mình. Một số chúng có cách cư xử nghĩa tình như con người, thậm chí đã hy sinh tính mạng để cứu sống chủ nhân khi họ bị nguy hiểm, để lại những biểu tượng ý nghĩa làm cảm động lòng người. Dưới đây là những câu chuyện điển hình trong đó. Chú cá heo dẫn đường cho tàu thuyền suốt 24 năm. Vào năm 1642, nhà hàng hải Abel Tasman trở thành người châu Âu đầu tiên phát hiện ra một nhóm đảo ở Nam Thái Bình Dương mà sau này được gọi là New Zealand. Đến năm 1840, người Anh tham gia chinh phục và chính thức sáp nhập quần đảo. Kể từ đó, rất nhiều tuyến đường thủy thương mại đã được hình thành để vận chuyển khoáng sản và các loại đá quý hiếm khác trên hòn đảo này. Vấn đề duy nhất là các eo biển hẹp nối các đảo khiến các tàu thuyền rất khó đi qua. Các thủy thủ lại không thể tìm được vị trí có xoáy nước để tránh, nên lần nào cũng bị dòng nước mạnh đẩy va vào các tảng đá ngầm. Đến cả những con tàu của thế kỷ 19 rất vững chắc nhưng vẫn không thể chống lại được với mẹ thiên nhiên. Thế rồi, vào năm 1988, một con tàu buôn đang đến gần Friend Pass, một eo biển nổi tiếng nguy hiểm nằm giữa đảo Tourville và đảo Nam của New Zealand. Thủy thủ đoàn đã nhìn thấy một con cá heo nhấp nhô lên xuống trước mạn tàu. Khi họ có ý định giết con vật này, thì vợ của vị thuyền trưởng đã ngăn lại. Thật may mắn vì họ đã không giết nó. Họ kinh ngạc khi nhận ra rằng con vật mà họ vừa định giết đang dẫn đường cho tàu đi qua eo biển hẹp giữa vùng nước xoáy và vượt qua Friend Pass một cách an toàn. Các thủy thủ sau đó đã đặc biệt danh cho chú cá heo là Parodius Jack, liên quan đến vùng đảo Marlborough Sound, nơi Jack đợi để dẫn đường cho con tàu. Cá heo Jack có cái đầu tròn màu trắng, dài khoảng 4 mét với các đường kẻ hoặc bóng mờ màu xám. Dựa trên kích thước của động vật có vú, các nhà nghiên cứu tin rằng Jack là con đực. Trong nhiều năm sau đó, Jack đã hướng dẫn hầu hết các con tàu đi qua Friend Pass một cách an toàn, bằng cách bơi cùng các con tàu khoảng 20 phút mỗi lần. Chú thực hiện công việc này một cách chăm chỉ khi có mặt cả ngày lẫn đêm để đợi tàu thuyền. Kể từ khi có Jack, eo biển Friend Pass, nơi nổi tiếng nguy hiểm với đá ngầm và xoáy nước mạnh, đã không còn là ác mộng của các tàu thuyền đi qua nơi đây. Jack dũng cảm rẽ sóng ngay trước con tàu để dẫn đường cho các thủy thủ. Nó xác định một cách chính xác nơi nào có xoáy nước và rẽ sang hướng khác. Cứ như thế, các thủy thủ lái tàu theo Jack và đến bờ bên kia một cách an toàn. Sau vài năm, các thủy thủ thậm chí sẽ không đi qua Friend Pass nếu Jack chưa tới dẫn đường. Trong suốt 20 năm, không có con tàu nào vượt qua vùng này mà không có Jack đi kèm. Các nhà văn nổi tiếng như Mark Twain và Frank Bullen đã phải đi thuyền đến Friend Pass chỉ để được tận mắt nhìn thấy Jack. Vào năm 1904, một hành khách trên tàu SS Penguin, một trong những con tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên của New Zealand, đã tìm cách bắn Jack khi chú cá heo đang hướng dẫn cho con tàu. Trải qua sự việc trên, Jack vẫn bất chấp nguy hiểm, tiếp tục giúp đỡ các con tàu. Nhưng cũng kể từ đó, Jack không dẫn đường cho SS Penguin nữa. Không lâu sau đó, con tàu này vì không có Jack dẫn đường đã đâm phải một tảng đá rồi chìm ngoài khơi bờ biển Nam Wellington. Hơn 75 hành khách trên tàu đã chết. Tháng 4 năm 1912, Jack biến mất một cách bí ẩn. Các con tàu đã đợi Jack nhiều ngày trời nhưng không thấy chú xuất hiện. Nhiều luồng ý kiến xung quanh việc mất tích của Jack nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thuyết phục cho sự biến mất đó. Cá heo Rinzo thường sống từ 20 đến 40 năm và Jack đã dành 24 năm cuộc đời của mình từ 1888 tới 1912 để dẫn đường cho các con tàu đi qua Friend Pass. Jack sau đó đã được sử dụng làm biểu tượng cho Interline Lander, một phà dịch vụ liên đảo đi từ Wellington đến Pixon qua eo biển Cook. Năm 2016, một tác phẩm điêu khắc bằng đồng với kích thước như thật đã được đặt ở Collingnet Point, nhìn ra đèo Friend Pass để vinh danh Jack. Nếu câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu được về sự thông minh và tốt bụng của loài vật, thì câu chuyện dưới đây sẽ khiến quý vị cảm động về sự trung nghĩa của loài động vật mà rất nhiều người cảm thấy gần gũi.
những câu chuyện về lòng trung thành của động vật dành cho người chủ của mình mặc dù đã xảy ra từ lâu, nhưng vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho đến ngày nay. Hachiko, chú chó trung thành nhất Nhật Bản. Câu chuyện thực sự của Hachiko bắt đầu với mối quan hệ lâu dài giữa Hachiko và chủ nhân của mình, Hidesaburo Euno. Mặc dù Hachiko sống ở thế kỷ 20, nhưng câu chuyện của chú chó vẫn tiếp tục lan tỏa trên toàn thế giới. Hachiko là một chú chó giống Akita Inu, được sinh ra trong một trang trại vào năm 1923 và sau đó đã được Hidesaburo Ueno, một giáo sư nông nghiệp của Đại học Tokyo, Nhật Bản nhận nuôi. Cả hai có một thói quen hàng ngày. Ueno và Hachiko sẽ cùng nhau đi bộ đến nhà ga tàu Shibuya ở Tokyo. Sau đó, Ueno sẽ chào tạm biệt Hachiko trước khi lên tàu đi làm. Hachiko được gọi thân mật là Hachi, sau đó sẽ dành cả ngày để chờ Ueno trở về. Trong khi đó, các chủ cửa hàng địa phương và nhân viên nhà ga sẽ để mắt đến chú và thường thưởng cho chú những món ăn ngon. Chú chó chờ đợi chủ nhân suốt 9 năm. Thông lệ này tiếp tục trong vài năm, cho đến một ngày bi kịch đã xảy ra. Ueno không bao giờ về nữa vì bị xuất huyết não và chết. Tất nhiên, Hachiko không biết gì về điều này. Nhưng với lòng trung thành, chú vẫn tiếp tục chờ đợi sự trở về của chủ nhân. Mỗi ngày như kim đồng hồ, khi nào đoàn tàu xuất hiện, Hachi sẽ tìm kiếm Ueno. Sự trung thành của Hachi khiến chú chó có biệt danh là con chó trung thành. Hachiko không bao giờ từ bỏ hy vọng và tiếp tục đợi chờ suốt 9 năm, mong ngóng chủ nhân của mình trở về. Cuối cùng, vào một buổi sáng ngày 8 tháng 3 năm 1935, Hachiko đã ra đi mãi mãi. Người ta tin rằng chú chó sẽ được gặp lại chủ nhân của mình sau khi sang thế giới bên kia. Sau khi Hachiko qua đời, thi thể của chú được bảo quản và đặt tại Bảo tàng Khoa học Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Ngoài ra, một bức tượng của Hachiko đã được đặt bên cạnh mộ chủ nhân của nó ở nghĩa trang Aoyama, Tokyo. Vì lòng trung thành của Hachiko đối với chủ nhân của mình vẫn tồn tại cho đến khi Hachiko qua đời. Thêm một bức tượng đồng nữa của Hachiko đã được đặt bên ngoài ga Shibuya như một lời tri ân dành cho chú chó nghĩa tình. Thật không may, bức tượng này đã bị phá hủy trong Thế chiến thứ hai. Mặc dù bức tượng chú chó Hachiko ban đầu không thể được khôi phục, nhưng một bức tượng mới đã thay thế nó ở vị trí cũ vào năm 1948 khi chiến tranh vừa kết thúc. Nơi đây đã trở thành một công viên nổi tiếng của Tokyo. Du khách có thể tới chiêm ngưỡng bức tượng và thể hiện sự yêu mến đối với chú chó nghĩa tình này. Bồ câu đưa thư Chōami. Cái tên Chōami theo tiếng Việt có nghĩa người bạn thân, là một trong những chú chim bồ câu đưa thư được quân Hiệp ước sử dụng trong Thế chiến thứ nhất. Tại thời điểm đó, hệ thống thông tin liên lạc chưa phát triển và ứng dụng rộng rãi, nên việc truyền tin rất khó khăn. Việc truyền tin trong chiến tranh rất quan trọng, nhưng phương pháp điện tín còn hạn chế, buộc lòng quân đội phải sử dụng thêm phương pháp cổ điển là bồ câu đưa thư. Chōami là một trong số 600 con chim bồ câu được huấn luyện và chuyển giao cho đơn vị Sinai Corps của Mỹ chiến đấu ở Pháp. Trong suốt cuộc đời phục vụ quân đội của mình, Chōami đã 12 lần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào thắng lợi của phe Hiệp ước. Nhiệm vụ nổi tiếng nhất của Chōami cũng là nhiệm vụ cuối cùng, xảy ra vào ngày 3 tháng 10 năm 1918. Hơn 500 binh sĩ của quân đội Mỹ mắc kẹt trên một sườn đồi, xung quanh đã bị quân địch bủa vây. Sau ngày đầu tiên, nhiều người đã thiệt mạng do bị thương và đói khát. Đến ngày thứ hai, chỉ còn hơn 200 người sống sót. Chỉ huy Willacy đã gửi đi vài con chim bồ câu để gọi viện trợ. Thật không may, những con chim bay đi đều bị quân đội Đức bắn rơi. Chỉ còn lại con chim bồ câu cuối cùng là Chōami. Vượt qua màn mưa đạn của lính Đức, Chōami đã về đến đích cách đó 40 km chỉ sau 65 phút, mặc dù đã bị trúng đạn rất nặng. Chōami bị bắn xuyên qua ngực, mù một mắt, một chân gần như đứt lìa và máu me đầy mình. Nhưng Chōami vẫn cố gắng bay về trại. Không lâu sau khi Chōami hoàn thành nhiệm vụ, những binh lính Mỹ mắc kẹt đã được cứu thoát. Với kỳ tích đó, Chōami đã trở thành anh hùng của sư đoàn bộ binh 77.
bác sĩ quân y đã phải rất vất vả mới cứu mạng được chú chim anh Dũng. Họ phải khâu lại rất nhiều vết thương và thay cho nó một cái chân gỗ. Jeremy tiếp tục sống đến ngày 13 tháng 6 năm 1919 thì qua đời ở New Jersey. Khi trở về Hoa Kỳ sau cuộc chiến, Jeremy đã trở thành linh vật của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Chú chim này còn được trao tặng huân chương Croix de Guerre cho hành động dũng cảm cứu sống gần 200 mạng người của mình. Cá voi trắng Beluga cứu người thợ lặn đuối nước. Thoạt nhìn, hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng con cá voi đang tấn công cô gái trẻ. Tuy nhiên, sự thật phía sau khiến chúng ta phải khâm phục trí thông minh của loài cá có vú này. Giang Jun, cô gái 26 tuổi, mong muốn trở thành người huấn luyện cá voi tại thủy cung Polarland ở Cáp Nhĩ Tân, Đông Bắc Trung Quốc. Để được nhận công việc này, Jun phải trải qua một bài kiểm tra. Cô cần lặn xuống hồ bơi vùng Bắc Cực, rộng 20 phút, chứa đầy cá voi trắng Beluga. Thời gian lặn trong hồ nước lạnh giá này càng lâu càng tốt. Nhưng trong quá trình kiểm tra, chân của Jun đột nhiên bị chuột rút. Cảm thấy kinh hãi tột độ, Jun gần như tê liệt. Áp lực nước rất lớn có thể nén giữ một người ở độ sâu từ 20 feet trở xuống, đặc biệt cái lạnh còn làm tê liệt tứ chi. Jun mô tả về trải nghiệm của mình, tôi bắt đầu nghẹt thở và chìm xuống thấp hơn. Đột nhiên một con cá voi trắng đã xuất hiện. Bất ngờ cá voi trắng cứu mạng. Jun chia sẻ, tôi đã thực sự nghĩ mình sẽ chết trước khi tôi cảm nhận được có một lực nào đó đẩy tôi lên mặt nước. Mila, chú cá voi trắng, dùng mỏ và chân trèo ở ngực để giữ Jun trước khi nắm lấy chân của cô bằng bộ hàm khổng lồ của nó, rồi sau đó đưa cô lên mặt nước. Nhờ vậy mà Jun đã thoát chết. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu chú cá voi Mila không phát hiện và cứu cô kịp thời trong tình huống ấy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một thành viên trong hội đồng tổ chức cuộc thi đã chia sẻ, Mila nhận biết được tình hình trước cả chúng tôi. Chúng tôi bất ngờ nhìn thấy Giang Jun được đẩy lên mặt nước khi một chân của cô vẫn nằm trong miệng con cá voi trắng. Mila là một con vật nhạy cảm và tôi nghĩ nữ thợ lặn kia đã nợ con vật một mạng sống. Cá voi trắng và cá heo rất thích giao tiếp với con người, ngay cả khi chúng bị đe dọa tính mạng. Chúng cũng không muốn tấn công con người. Trên đây chỉ là 4 trong số rất nhiều trường hợp các loài vật thể hiện sự thông minh và trung thành của chúng. Động vật cũng có đời sống xã hội và giao tiếp của riêng mình, cũng như thể hiện tình cảm theo cách của riêng chúng. Thưa quý vị và các bạn, người xưa dạy rằng vạn vật đều có linh. Nếu chúng ta trân quý sinh mệnh, yêu thương những sinh linh quanh mình, thì vạn vật sẽ tương thông và thuận phục chúng ta, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình. Triều Dương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khám phá tiếp theo.